Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy sắc, vì vậy đối với sắc không thủ không xả, chẳng tư duy thọ tưởng hành thức, vì vậy đối với thọ tưởng hành thức không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy nhãn xứ, vì vậy đối với nhãn xứ không thủ không xả, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, vì vậy đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy sắc xứ, vì vậy đối với sắc xứ không thủ không xả, chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ, vì vậy đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy nhãn giới, vì vậy đối với nhãn giới không thủ không xả, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, vì vậy đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy sắc giới, vì vậy đối với sắc giới không thủ không xả, chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, vì vậy đối với thanh hương vị xúc pháp giới không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy nhãn thức giới, vì vậy đối với nhãn thức giới không thủ không xả, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, vì vậy đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy nhãn xúc, vì vậy đối với nhãn xúc không thủ không xả, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, vì vậy đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, vì vậy đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không thủ không xả, chẳng tư duy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, vì vậy đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy địa giới, vì vậy đối với địa giới không thủ không xả, chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, vì vậy đối với thủy hỏa phong không thức giới không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy vô minh, vì vậy đối với vô minh không thủ không xả, chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, vì vậy đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, vì vậy đối với bố thí ba la mật đa không thủ không xả, chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, vì vậy đối với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy pháp không nội, vì vậy đối với pháp không nội không thủ không xả, chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, vì vậy đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không thủ không xả,